của chú Linh mà ghép qua bên cái giọng nói của chú Hoàng Linh luôn, là em nghĩ là rất là tuyệt vời luôn á. Mười Lăm Mét Bình Dương xin kính chào quý cô chú anh chị đang xem trên kênh YouTube của Mười Lăm Mét Bình Dương. Có biết tài biết đâu qua cái ngày hôm nay anh nổi tiếng mà anh được mời vô á, mời thẳng vô bên bên là mày vừa hết chương trình là mày vừa không mơ ước đâu à. Khương vừa tìm kiếm đi hả? Ngoài là tới mai mới xong con ơi. Hôm nay đi chung với gia đình hay là như thế nào anh? Dạ. Chỉnh lại ha. Chỗ năm cái nữa đi. Dạ. Chỉnh lại chỗ năm anh có cái gì? Anh có biệt tài độc lạ đúng không em? Cái giọng của chú Hoàng Linh thì cũng rất là giống chú Hoàng Linh luôn, rất dễ thương luôn. Bây giờ 15 mét sẽ đứng từ xa để ghi hình cho tất cả quý cô chú anh chị ha. Phía trước màn hình của cô chú anh chị đó chính là mộ của cậu Năm. Ở phía trước thì các anh công nhân đang tích cực để trồng những cái bụi hoa, để mà tới đây thì mộ của cậu Năm sẽ giống như là một cái khu du lịch tâm linh luôn. Thêm công nữa chú. Ủa nghe chú có giọng mùi quá. Chú làm con là mà dưới khán giả là mất hứng luôn á, mất cục hứng luôn á. Tiếp tiếp đi chú. Thêm chú Hoài Linh ấy bò vô cái nữa là quá hay luôn. Xong kiếm thiệt. Hai đứa mình hát bài trong sông quê đi chơi không? Được hả? Được được được. Cho dòng sông quê luôn hả? Cởi áo ra luôn hả? Bên kia chú Hoài Linh, bên đây là chú Linh. Rồi, cởi áo luôn nè, cởi áo biểu diễn luôn nè. Gớ hả? Vô đây, bắt đầu em. Thì hôm nay đến đây để chúc vui đại ca. Đại ca luôn. Yên lặng về nơi chính suối. Các em cũng vui vẻ để hát tặng đại ca một bài lòng sông với em nha. Chiếc xuồng nhỏ đưa em về sớm nhỏ, nghe ghi rầm tiếng sóng vỗ gần xa. Dòng sông quê đẹp bóng trắng nhà, nghe câu hát xa xa lòng anh chẳng nhớ. Ơi dàm cò đông ơi hỡi dòng sông, nước xanh biển biết chẳng đổi thay, dòng đuổi Pháp đi rồi ai đuổi Mỹ xâm lăng, giết tan tàu giặc sông càng xanh trong, giết tan tàu giặc sông càng xanh trong. Từ buổi quen nhau anh thường kể cho em nghe chuyện màu xanh trên dòng sông Vàm Cò. Kỷ niệm quê hương ngay tình em đó rồi năm tháng qua mau như còn sông nho trong lòng. Dòng nước trong xanh soi ánh trăng rằm, mấy mươi năm sông cùng ta ra trần, là bấy nhiêu lần chớ nặng chiến công.
màu xanh quê hương lên tiếng bom cầm pháo dòi. Nắng dài mưa dầu có tình mẹ chắc chiêu, dòng sông tôi yêu chờ nhiều nhung nhớ. Dầm có yêu thương như tình em dây nhỏ dẫn ở bên anh không có tự bao giờ. Lòng an ơi chúng thủy đã chờ. Quen em là bài thơ bắt tặng, chung dũng kiên cường được đánh giặc toàn dân. Qua dầm có đông bỗng nhớ về tặng trụ cho hỏi nơi nào không mang kỷ niệm quê hương. Mặt mát đau thương càng cao giọng hát, cây đắng mặn nồng vẫn thơm nghe tình em. Quá tròn tràn vô tay thôi tăng 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 tăng. Quý sĩ đây là hồi đó giờ chưa gặp nhau mà mới gặp mà hát được luôn ghê không? Trong xa luôn ghê không? Mình ở Bình Phước, các bạn ở đâu? An Giang. An Giang, An Giang thấy mẹ rồi mà. Mình muốn được có An Giang nữa chưa? An Giang cũng là quê. Đó là cái má nữa An Giang. An Giang chứ phải là An Giang. Dạ dòng cây luôn, cho 4 cây luôn á. Vậy ha, bye bye, see you again. Xin chào tất cả các bạn nha. Thôi thôi chú quay lên hay quá. Quyền Bù Đăng. Bù Đăng là Bù Đăng, Bù Đốt. Bù Đốt nó cách nhau cách trăm thay mà Bù Đăng. Bước là Bù Đăng. Là mình ở gần Bình Phước chứ. Ở Bình Phước chợ đồng. Bù Đốt ở đâu chú? Bù Đốp là gần cách Bù Đăng 100 cây. Ủa xa vậy chú? Đúng rồi, Bù Đốp là bên Lục Ninh, Bù Đăng là gần đất Nông. Đấy, ai gọi là Bù Đăng Bù Đốp? Bù Lăng. Bù Lăng. Là cán bộ Bù Đốp là bắt tay coi như bạn hát cái ha. Chơi luôn. Lâu bấm đi. Diễn hài luôn đi chú. Hai chú đúng luôn á. Hai chú Linh phối hợp. 4236 ba con số 4. Biết cái đầu là 0976364 nha. Ủa sao cũng bốn nhiều quá ha. Nổi tiếng là lên diễn tài kết kết nối với nhau trên một ca sĩ miệt vườn. Ca sĩ miệt vườn kết nối với nhau. Em tên Mỹ. Mỹ à? Em tên gì? Mỹ Thò. Đến đây thì 15m Bình Dương xin phép là tạm dừng video này tại đây. Cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị rất là nhiều. Chúc cho toàn thể quý cô chú anh chị xem video nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và hạnh phúc. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.